Thay mặt ekip thực hiện chương trình, Nguyên Khang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 16 giờ 30 phút thứ bảy và chủ nhật tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Nguyên Khang và ekip chương trình đã tái hiện lại vụ lừa đảo khá mới xảy ra tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đã đến công an phường Tân Chính báo cáo việc mình bị một thanh niên giả vờ đến liên hệ mua xe máy, nhưng khi chạy thử thì đã một đi không trở lại. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực buôn bán xe máy cũ, vậy do đâu mà nạn nhân lại để tên lừa đảo chạy thử xe máy của mình mà không cầm cố hay để lại tài sản nào? Hay còn một ẩn khuất nào khác? Cùng xem với Nguyên Khang để hiểu rõ tình tiết trong vụ lừa đảo này quý vị nhé. Chú, cho con hỏi chú có chạy xe không? Có chứ. Con đi đâu chú chở con đi. Dạ. Chú chở con lại cái địa chỉ này nè. Địa chỉ nào? Dạ, chú coi xa không? Địa chỉ này hơi xa nha. Nếu mà chú chở con tới đây, con cho chú xin 80 nha. Dạ, bây giờ á, con đưa chú 200 luôn. Tại vì á, con qua cái địa chỉ này á, con mua xe. Mà con á, thì không biết coi xe. Có gì á, con nhờ chú làm ba con nha. Trời đất, tôi sao biết làm gì mà làm ba chú? Tại vì á, con nhờ chú làm ba. Thứ nhất á, là chú biết kiểm tra xe, máy móc này nọ. Thứ hai á, là có con với chú đi á, người ta không có lừa gạt con. Dù gì á, có hai chú cháu mình vẫn hơn. Tại vì á, con ở quê mới lên thì kiếm mua chiếc xe để tiện cho việc đi học nè. Còn bạn bè người thân ở đây á, con đâu có quen ai đâu. Bởi vậy á, con mới nhờ tới chú nè. Lúc đó trưa nắng thì tôi đang ngồi dưới gốc cây á, nghỉ ngơi. Thì có đứa sinh viên nó tới, nó kêu tôi chở nó ra tiệm xe máy cũ á, để cho nó mua xe. Rồi nó còn kêu tôi là đóng giả ba nó để cho nó coi xe nữa. Thì tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà đồng ý. Vì nó nói nó dưới quê lên không có biết gì. Hơn nữa thì chở đi một đoạn và giúp nó coi xe mà có được 200 ngàn nữa, thì tôi cũng đồng ý. Vì có khi cả ngày tôi chạy cũng không chừng được nhiêu đó tiền nữa. Với lại tôi chạy xe ôm cũng lâu rồi, cho nên mấy cái chuyện mà kiểm tra xe ngon xe dở gì tôi cũng rành. Dạ chào chú. Dạ. Chú mua xe à? Dạ, em tính mua chiếc xe em đi học. Tôi đang lau bụi các xe trưng ở trước cửa tiệm thì có một ông chú chở một cậu thanh niên vào hỏi mua xe. Chú, mua xe đi học thì dòng xe bên đó nó giá tiền nó cao lắm. Mấy chục triệu lận. Còn chỉ có chiếc này thôi, chiếc này là mới về hôm qua luôn. Máy còn rin luôn, em ru bù rù luôn. Xe Nhật nha. À. Đó, máy được không chú? Ba, con thấy xe cũng đẹp á, máy nghe cũng êm á. Máy được, nổ được lắm con. Anh, cho em hỏi chiếc này tầm khoảng nhiêu anh? Chiếc này hả? Chiếc này là giá của nó là 10.500.000. Mà sáng mở hàng với lại thấy hai cha con cũng lặn lội đường xa xuống đây. Thôi anh bớt 500.000 là còn 10 triệu. Sao con xem thế nào? Mở hàng cho anh đi. Nếu con ưng thì con cứ lấy hả? Anh, bây giờ anh cho em mượn em chạy thử một vòng nha. Tại vì á, máy móc thì ok nhưng mà không biết chạy sao. Tại vì á, cũng cả chục triệu á, chứ đâu ít đâu. Đúng không ba? Thôi nó nói vậy cho nó chạy vòng đi, để nó thỏa lòng của nó nha. Rồi, có sao đâu, mua xe phải thử chứ. Đây. Ba lại giữ giùm con ba lô nha. Trong đây giấy tờ với tiền bạc á, con để trong đây hết đó. Nha. Thôi em chạy đi. Chú đứng chờ con chút, lấy ghế với nước chú uống. Con mời chú ngồi. Đây, con mời chú uống nước. Chú ngồi chờ chú nghe con vô, con lấy giấy tờ cái mình làm thủ tục. Em nó về mình làm thủ tục sang tên luôn.
nó chạy thử xe của người ta. Còn tôi thì ở lại chỗ bán xe. Nhưng đợi mãi cũng không thấy nó quay trở lại để làm thủ tục xe nữa. Cho nên tôi hơi sốt ruột. Chú. Ủa, em đã về chưa chú? Chưa về. Ủa, sao mà lâu quá vậy? Thôi ráng giờ nó chút xíu coi sao không. Thử xe mà sao đi lâu quá. Chú điện thoại cho em mới thử coi. Trời chú. Thôi ráng chờ nó chút xíu được không? Chắc nó về gần tới. Thử xe nó thử có 5 phút, 3 phút chạy vòng bên đó chạy về là được rồi. Gọi cho em nó về. Để con làm thủ tục này xanh lên phường trễ giờ làm việc người ta còn chứng nữa nè, hết giờ. Chờ chút xíu. Ủa. Sao nói tiền với lại giấy tờ nó bỏ trong này mà toàn quần áo cũ không nghe vậy nè. Vậy là sao chú? Rồi khi ông chủ tiệm quay ra kêu tôi gọi cho nó trở lại để giao xe về làm thủ tục. Thì lúc này tôi mở cái ba lô nó ra để kiếm tiền trong ba lô của nó. Thì mới phát hiện ra trời ơi toàn là quần áo cũ trong đó không. Nó nhờ tôi đóng vai ba nó tới đây coi mua xe cho nó. Gì? Nó hứa cho tôi 200 mà nó chưa đưa tôi mà tiền xe nó cũng chưa trả nữa. Còn chiếc xe của con. Vậy là chú cháu mình. Thôi bây giờ rồi. Con với chú lên phường đi. Báo công an. Ác gì mà ác dữ vậy không biết nữa. Tôi cứ nghĩ ông ta là ba của cậu thanh niên mua xe đó nên mới giao xe cho nó chạy thử. Chứ bình thường chạy thử xe thì luôn có người trong tiệm đi cùng. Nào ngờ khi sự việc vỡ lở ra như vậy thì ông ta mới thú nhận mình chỉ là người lái xe ôm. Thì cậu ta nhờ đóng giả là ba. Tôi đâu có ngờ là cả tôi và ông xe ôm rồi trở thành nạn nhân của hắn ta đâu. Thế là dưới danh nghĩa là con trai, tên lừa đảo đã được bác xe ôm chở đến gặp nạn nhân để mua xe. Vì chủ quan nghĩ là hai người là bố con nên nạn nhân đã đồng ý để thanh niên chạy thử xe. Nhưng đối tượng đã bỏ trốn mất tâm. Riêng về phần bác xe ôm, chỉ vì được trả tiền công hậu hĩnh, phần vì nghĩ tên lừa đảo để lại tài sản cầm cố nên đã gián tiếp giúp hắn lừa gạt tài sản của nạn nhân. Qua sự việc trên, Nguyên Khang có lời khuyên đến các cửa hàng kinh doanh mua bán xe máy cũ. Khi khách hàng muốn lấy xe chạy thử, ít nhất là phải giữ giấy tờ tùy thân của khách hay ứng trước khoảng 70% số tiền xe. Còn bây giờ, hãy cùng Nguyễn Khang đến với tình huống tiếp theo. Đừng chuyển kênh nha quý vị. Thưa quý vị, hiện nay trên Internet và các trang mạng xã hội như Facebook, có rất nhiều đối tượng lừa đảo đã lập ra các trang mua bán xe máy không giấy tờ, xe nhập lậu từ các nước lân cận để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng. Tên lừa đảo đã sử dụng một chiêu thức khác. Chiêu thức này đã khiến cho nạn nhân hoảng sợ, rồi sau đó bọn chúng giật túi xách bỏ trốn. Cùng theo dõi với Nguyên Khang để nhận ra được chiêu thức của bọn chúng quý vị nha. Hỏi thử coi. Alo. Có phải anh Hùng bán xe đó không ạ? Dạ đúng rồi chị. Tôi thấy trên trang web của anh á, anh đang bán cái xe AB á, sao mà thấy nó còn đẹp mà giá rẻ quá vậy anh? Dạ, thì chị mua xe loại nào á, chị chọn, chị đọc giùm em cái mã đi chị. Cái chiếc mã số TI7984 màu đen bóng đó. Dạ, rồi chị đợi em chút xíu để em kiểm tra nha. Rồi, mã số TI7984A. Xe này là xe còn mới nha chị, máy chạy rất ngon, ít hao xăng. Cái này là chủ xe người ta muốn đổi xe mới thì người ta bán lại đó. Nếu mà nói như anh á, thì chiếc xe này nó rẻ quá à. Dạ thì đúng rồi chị. Tại vì xe của bên em á là có một số xe là xe lậu, không có hồ sơ gốc, nên thành ra giá nó rẻ so với thị trường. Nhưng mà chị cứ yên tâm nha, xe bên em tất cả đều mới, máy móc ngon lành. Và bảo hành miễn phí cho chị, 5 lần thay nhớt miễn phí luôn. Trời ơi, anh nói giỡn hả? Xe mà lưu thông ở ngoài đường á mà không có giấy tờ công an nó phạt rồi sao? Trời ơi, chị lo về cái chuyện đó. Chắc gì mấy chiếc xe chạy ngoài đường á mà nó đã có giấy tờ đâu chị. Thứ nhất nha. Thứ nhất, em nói với chị, thứ nhất, xe chạy ngoài đường á, nếu mà mình cố tình mình chạy sai luật á thì công an giao thông nó mới bắt mình. Còn thứ hai á là xe bên ngoài á, chiếc xe đó người ta bán tới 40 triệu lận.
bên em bán cho chị chỉ có 18 triệu thôi à. Nên thành ra là tiền nào của đó. Với lại chị yên tâm đi, xe của bên em khi mà bán cho chị tất cả đều là máy móc ngon lành hết. Đảm bảo với chị là mua về chạy là ok hết. Thôi nói như anh tôi thấy nó phiêu quá. Trời ơi thì có gì phiêu đâu chị. Khách hàng bên em á hả, mua xe 3-4 năm rồi, có bao giờ nghe người ta nói bị phạt đâu. Nhưng mà nếu mà chị có bị công an giao thông phạt á thì chị cứ nói là chị để quên giấy tờ ở nhà, chịu khó năn nỉ mấy ổng chút xíu là mấy ổng cho đi à, đâu có vấn đề gì đâu. Thôi để tôi suy nghĩ lại đi, có gì tôi gọi lại anh sau nha. Dạ ok, thì chị cứ suy nghĩ kỹ đi rồi có gì cứ alo cho em. Ừ. Sau nhiều năm tích góp, tôi muốn đổi một chiếc xe tay ga nên có lên mạng để tìm mua xe máy cũ. Nói thật, tâm lý của người mua xe, ai lại muốn mua xe mà không có giấy tờ. Tôi cũng vậy, ban đầu á nghe nói xe không có giấy tờ, tôi cũng do dự lắm. Nhưng mà khi nghe anh ta thuyết phục thì tôi cũng xuôi theo, do anh ta bán xe cũng khá rẻ, trong khi tôi á thì cũng không có đủ tiền để mua xe mới. Sau khi đắn đo suy nghĩ thì tôi gọi lại cho anh ta. Alo. Alo, em nghe chị. À, anh Hùng ơi, bây giờ tôi cũng đồng ý mua chiếc xe đó rồi đó. Nhưng dạ, mà anh dạ. Phải cho tôi chạy thử trước nha. Dạ đúng rồi, thì em bán xe cho chị thì em phải cho chị chạy thử trước rồi thì mới giao xe cho chị được chứ. Bây giờ tôi qua luôn được không? Dạ tại vì hiện tại bây giờ bên em đang mưa lớn chị. À, có gì ngày mai được không chị? Thôi vậy thì sáng mai nha. Sáng mai? À, sáng mai em cũng bận đi giao xe cho khách rồi. Hay là em hẹn chị tối mai được không? Ừ, vậy thì cũng được. Dạ ok chị. Vậy có gì chị ngày mai chị đem qua coi xe á, chị nhớ đem theo đủ tiền, có gì nếu mà coi ok thì chị chọc tiền cho em luôn nha. Ừ. Được mà. Dạ rồi, vậy bây giờ em nhắn tin địa chỉ qua cho chị thì tối mai chị em mình gặp nhau. Ok. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Ba chị. Ba em. Mai mình có xe mới rồi. Ác thiệt. Trời không mưa là dính kèo luôn rồi. Alo. Trường hả? Tao có chuyện cho mày làm nè. Ok. Có chuẩn bị đồ cho mày nè, áo cộng số 8. Ôi, đâu mà mày tìm ra bộ đồ này nhanh quá vậy? Trời ơi, ba cái quỷ này mày lên trên mạng mày chỉ cần gõ chữ là shop đồ công an nó ra đầy hết trơn á, đồ giả chứ nhìn giống như thật luôn á. Bây giờ mày nói cũng đúng ha, dưới phần bây giờ á trời tối á đâu ai thấy đâu. Bây giờ cứ theo kế hoạch cũ mà làm, hiểu không? Mày ra phía sau đi. Tối hôm sau, tôi đến theo đúng cái địa chỉ điểm hẹn mà anh ta báo để coi xe. Trong lòng cũng háo hức lắm, vì mua được xe mới mà còn rẻ nữa. Alo, em nghe chị. Em ơi, tôi đang đứng ở chỗ điểm hẹn nè. Em ra đi. Rồi, chị đợi tí xíu, em chạy ra liền á. Xe đây chị kiểm tra đi. Xe đây hả? Dạ. Nhìn cũng đẹp quá chứ ha. Chị đâu bị bắt? Cái gì? Mời chị qua đây. Tôi làm gì mà bắt tôi? Chị đâu bị bắt về tội mua bán hàng lậu.
Nãy giờ tôi có mua bán gì đâu. Mày chỉ xác định giấy tờ, không có giải thích. Chính đòi vậy. Ôi chết. Vậy là tôi đã gặp hai tên lừa đảo. Bọn chúng giờ đang bán xe lại. Ai mà ham rẻ, chịu mua là trúng kế của bọn chúng liền. Thật là bọn gian xảo mà. Vậy là mọi chuyện đã rõ. Hẹn nạn nhân ở một địa điểm khá vắng người. Trời thì lại tối. Trước khi chuẩn bị đi giao dịch với nạn nhân, tên lừa đảo đã nhờ đồng bọn của mình đóng giả cảnh sát chống buôn lậu, rồi lợi dụng lúc nạn nhân hoảng sợ, giật túi xách của chị rồi bỏ trốn. Theo Nguyên Khang được biết, việc mua bán xe không giấy tờ là có, bởi những chiếc xe này có từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó chủ yếu là xe trộm cắp được các đối tượng rao bán. Tuy nhiên, xét về góc độ pháp luật thì hành vi mua bán xe máy không giấy tờ, xe gian từ nguồn trộm cắp đều là hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp bị lực lượng công an phát hiện, chủ phương tiện sẽ bị xử phạt, tịch thu phương tiện và thậm chí trong trường hợp vi phạm nặng có thể sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Vậy nên đừng dại dột mà mua những loại xe giá rẻ không giấy tờ này, nhiều khi lại tiền mất tật mang quý vị nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyện cảnh giác cũng đã hết. Nguyên Khang xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 16:30 thứ Bảy và Chủ nhật tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và mong quý vị sẽ có một buổi chiều cuối tuần thật vui vẻ. Nguyên Khang cũng luôn mong mỏi những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị khán giả để chương trình ngày càng hữu ích hơn nữa. Nguyên Khang xin kính chào và hẹn gặp lại.